Xin chào tất cả các bác đã đến với kênh Sinh vật cảnh channel của em Tài nhé. Hôm nay thì em Tài lại tiếp tục lên cho tất cả các bác một em hòa mỹ mang mã số 3373. Con này thì bị lỗi rất tí là nặng các bác ạ. Chim có tới mấy cái lỗi lần. Con này có một cái mỏng phía sau á, là nó bị xoắn lại và nó thành một cục, nó không có ốm cầu nhé, là một cái lỗi. Rồi cái lỗi thứ hai là con này có một cái mắt ở bên trái là bị mù nhé. Với lại chim thì cái mỏng hơi dài cho nên có một mỏng nó nằm hơi nghiêng các bác ạ. Con này thì bác nào bắt về chơi nghe hót á, thì có thể liên hệ em Tài nhé. Chim thì rất chỉ là thuần giản, hót thét bình thường, sách lòng cũng hót luôn. Và đưa tay điều khiển nó cũng hót luôn đấy các bác ạ. Được cái bác nào về chơi nghe hót, chơi văn nghề cho vui á, thì cũng rất chỉ là ok nhé. Chim thì chỉ bị lỗi như vậy thôi. Còn ngoài ra thì không có ngoại nghĩa, không có tật lỗi gì thêm đâu các bác ạ. Các bác thấy không ạ? Em đưa tay này, vậy vậy nó họ chơi bình thường, rất chính là thuần giản cho tất cả các bạn nhé. Một chú chim rất chính là thích hợp để cho tất cả các bạn về chơi nghe họ đấy. Con này tượng tả cũng rất chính là đẹp luôn. Chim bò bồ to, họ thì rất chính là liền mồm lè mỏ các bác ạ. Hoặc nào bắt con này thì có thể liên hệ em Tài nhé. Chim là bị lỗi nhé, con này bị lỗi rất chính là nặng luôn đấy. Cho nên bác nào bắt thì phải lưu ý nhé. Bác nào bắt thì có thể liên hệ em Tài nhé. Em Tài giao lưu với tất cả các bác. Cái phí của con này là 700 ngàn thôi. 700 ngàn để cho tất cả các bác về chơi nghe hót nhé. Bác nào nhanh tay thì có thể liên hệ em Tài liền nhé.